Lỗi mẹ đây là cô lụm na là 10 năm rồi. Cô lụm là mới đầu cô bỏ bận hòn trong nước mẹ đó. Cái rồi sang cái cô bỏ ngoài giúp sổ cho con Hạnh rồi đó. Hạnh. Cái bây giờ mấy ngựa bắt trước cô lụm thêm hai lò mà mấy ngựa đó là sổ anh không có mời vô lụm bên như an toàn thực phẩm. Cô vô cô chức bán cô lụm an toàn thực phẩm. Đó. Rồi được cô về cô lùm an toàn thôi chứ cô không có lo thấy cái sổ lao nó mời vô hôm trước sổ bình nguyên về lái bánh của cô là một thùng 50 bị đi hội chợ trong huyện Bình Sơn đó vậy đó, cô mới đem sổ ra chợ rồi cô mới chở một thùng cô tẹn cái một gói vô ăn thử rồi mấy người mới đem đi đi hội chợ rồi cô mới về cô lùm thì cô lùm an toàn không có lo chứ có xóa chấp nhận ra mưa cô giờ một cái tết rồi xóa ra lát có thùng gì người trăm phần trăm về công ty đó cô với cô không không nói gì mà bây giờ lùm mẹ thì cũng cọt lắm từng khao vậy mà thiệt đồ gỗ không văng ngon chứ gỗ dẻo dẻo không xốp bánh gỗ không văng xa lúa rồi về mới rút đi sang để rố rồi đem xa đem trộn nghệ vô đem xa bột mà xa phải xa hơi lần nó mới đều nhỏ nó mới ngon rồi là đem ra vừa luồm luồm đau rồi xuống nước ra trên khuôn bánh đó đem vô hấp hấp rồi đem sấy sấy rồi qua bên này lò bên này qua bên kia dựng dựng nó khô nó dầu cái dầu nó bỏ vô thau tủ lại để trưa rồi bắt đầu rồi trưa ăn trưa má bò là tẩm than đường rồi tẩm tẩm rồi ơ sòn sòn ơ tẩm tẩm rồi vô bị rồi bánh mè phải giữ cho bổ quản là không được lò gió nó mới ngon chứ lò gió nó dịu nó chả nước nào mới ngon à bánh mè này vừa ăn nha vừa nó dầu nó vừa ngon mà cái chắc chắc mè đó mình ăn được có tính trong cái ruột nó bị trị cái bệnh đó nữa ngon lắm cái bệnh bị đó coi như bây giờ họ mấy nho họ già son rồi lâu lâu họ mới bị gì để ngồi ăn uống nước trò chứ còn không có ăn cái bánh gì hết là thiệt là có chắc đường với gỗ phải sái cho dầu mè ron cho vòn nó thơm là vậy là nó ngon thôi chứ còn ngoài ra thì không biết còn riêng mè sửng thì mẫu người ấy thoát rồi ông hưởng thoát cái mỡ cái vị mè sửng như kiểu nó dẻo ăn nó mát rang nhưng mà nó không có dầu như kiểu bánh này cái bánh này nè họ ăn là vừa cái gỗ nó dầu nó béo nó ngon mùa nén thì nó nắng nhưng mà thôi chứ mà tôi dạy sớm tôi luôn nhưng chừng đông bán là vừa thì mình nghỉ đi chứ mùa này thì luôn nó ấm có má bà giò ơi cũng ông ấy chứ ông luôn ngầu ấm nói chuyện cho vui má bà giò đó còn mùa nén thì luôn nắng lắm mình phải dậy sớm mình luôn trăng sớm trăng đêm nó còn dịu đó mình luôn như mùa nén nó nắng lắm nó đủ mà hơi nó nhỏ nhỏ luôn thực quanh năm thì lùm lơ rơ thôi chứ không có lùm tấp nập như hồi tết từ tháng 11 đến tháng chột là lùm bao nhiêu bón cũng thấy chứ còn hòn được bón ra cho họ chở đi các nơi bao nhiêu cũng có là họ lấy hết thôi nhưng mà lùm không kịp thú vị là ở nhà một mình nó buồn còn lên đây đâm chị em nó người nó bại bợ nó vui nó quen cái mày tiên nó dầu là tuyệt vời rồi mùi dầu của nó ngon nếu như không dầu là không tẩm tẩm mè thì tẩm đường nó không ăn ở lần cho dầu cho thơm thì tẩm mè nó mới ăn khó lắm coi gì khó cái bánh này mà nó bụi nghe ví dụ ở trên đó ra đây mà nó bụi tẩm thì đường nó cũng ăn mà mè nó tụt mất nó phải cho dầu tan dầu mà thì nó mới ăn mè như vậy đây ăn đường như vậy đây chứ mẹ ở trên đó mà nó dịu rồi ra đây rồi thư cái bánh liền mà lại tốn đường tốn mè nữa nhưng mà cái hương vị của nó là rất ngon thơm vừa ngọt vừa vừa thôi chứ không có ngọt nhiều mà ăn nó cũng có bổ cho đại ít cho mình là mè này vừa mì này truyền thống của xưa kia để lại cho nên lòm thì nó bắt bỏ nhưng mà cũng vui là vì cái nghề này là của ông bà xưa kia để lại cho nên bây giờ thì nó không có cọt đi nữa cũng cố gắng để lo sau này cho con cháu nó truyền thống ăn xôi thì mình giờ gió quả thị trường thì cũng biết rồi bây giờ mình ăn xôi mình bón dạy với y thì như của ở ngoài thôi chứ còn không có một bị 50 kế mà một bị bón ra 40 ngọn
còn không có thay đổi gì thấy. Mà khi mà gió cỏ nó mè lên thì mình lấy lên tiền. Mè năm ngoái thì có 40-60, hôm nay nó tốn 10 ngàn ký. Thiệt mua mè đó, việc mua mè Bình Thạnh, còn ngoài nó không có mua mè nữa chứ. Đó.